tạo gì đâu, xong xong của ai ở đây chạy quyền, nhưng mà cái sông là để được đẩy tàu ghe người ta lưu thông qua. Chuyện anh Văn Lưới anh cản trở lưu thông, anh phạm lực anh còn la nữa. Không giống như cái đường giờ giống như giờ chạy được chạy đâu, mà xong rồi đường thủy qua đụng dữ vậy. Chán Ba Phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá mọi người. Ô cá nó tính phóng bay ngoài, ô đã quá. Wow, em nữa đây, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây có rất nhiều cảnh vật. Luyện em cá ở đây luôn Ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con đâu nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào, lôi cuốn hấp dẫn vẫn lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đặng, thăm kia đi tới luôn.